Kính chào anh em. Thì hôm nay Ngọc Anh Shop sẽ review và giới thiệu đến anh em bộ sản phẩm của 135, món ăn tinh thần cũng như ít đồ chơi dành cho 135 nha. Đó, anh em thấy sơ sơ là thấy dấu nhận biết liền mâm Racing Boy 5 cây cho 135 bản nhỏ 0.4.6 cực kỳ đẹp, đều cân. Thì nói chung cái mâm này mình clip trước mình đã review rồi, thì hôm nay mình cũng sẽ review sơ cho anh em xem. Chủ yếu là mình nói đến cái vấn đề là đi lớp gì cho đẹp. Đó, trên anh em thấy không, mẫu mã hai dòng khác nhau. Thì đây, mình sẽ review sơ mâm Racing Boy đã đóng cùi, chạy răng 135, hai đĩa. Rồi. Đây. Mâm Racing Boy nha anh em. Đó. Racing Boy trước là 0.4.6, trước là 0.4 x 17. Đây, sau chạy rất là đẹp nha anh em, hàng đẹp. Thì mâm thì mình cũng đã review nhiều lần rồi nên mình sẽ review sơ cho anh em xem thôi. Đến mâm Racing Boy sau 0.6 nha anh em, đây là bản 0.6 phía sau, đây cùi đĩa. Đó, full bản ảo chỉ nha anh em, Racing Boy luôn. Trên tay mình đang cầm là 0.6 nè, 0.6 cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Bên mình làm tất cả luôn, chạy cùi đĩa nè, rồi cục canh nè. Cái này rất quan trọng nha anh em, cục này rất quan trọng. Đi sâu vô vấn đề chính của video mình thì đây, trên thị trường bây giờ đã xuất hiện dòng Bilogic 2, Michelin Bilogic 2 vỏ không ruột, ký hiệu là TL. Michelin.TL là vỏ không ruột, còn TT là có ruột nha anh em. Thì đó, mẫu B lớp chip 2 size 70-90 tương đương với 2.50, 60-90 tương đương với 2.25. Này là đi vỏ nhỏ, size nhỏ kết hợp. Thì nói chung là mình cũng không có review gai, thì hình ảnh thì gai của mình sẽ để trên Zalo, Facebook để anh em xem, hoặc là fanpage B lớp chip 2 nha anh em. Đó, vỏ không ruột thì kết hợp với cặp mâm 0.4.6 vỏ nhỏ, mâm niền nhỏ, bản nhỏ, lên xe rất cân đối đẹp, cực kỳ đẹp nha anh em. Nhớ mẫu mã mẫu này giúp mình nha. Thì bên mình trữ vỏ Michelin, nói chung dòng vỏ Michelin này là dòng vỏ cao cấp so với thị trường, so với những cái thằng như là Maxxis, Woodfire, CRV đó, hay là so với Dunlop. Còn trên thị trường còn rất nhiều dòng vỏ cao cấp khác, nhưng dòng này cũng thuộc dạng dòng cao cấp phổ thông đó. Thì anh em nào có tiền úp Michelin mà chạy bao bền bao chắc không, giá cả thì cao nhưng úp một lần rồi anh em chạy không sướng, không lấy tiền, ăn chắc mặt bền luôn nha. Như đây là cặp vỏ mình đang chuẩn bị đóng cho khách nè, không, Michelin City Roll, vỏ này dòng vỏ có ruột nha anh em. Thì ký hiệu là TT, còn TL là không ruột, anh em thấy không. Đó, thì anh em nào cần tư vấn cũng như là biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, giá cả, rồi size, chất lượng thị trường ra sao, đi cầm đường niền nên đi bản nhiêu, vỏ loại gì, size gì, thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh Shop qua số điện thoại là 0985 443 051. Đó, đâu kết hợp với vỏ luộc kem phim cao cấp nha anh em. Thì đây là cái pha đèn của 135. Có thằng Khánh mình, em mình đó không, ở sau có cái chụp mũ cao su rồi, cho nên em yên tâm nha. Đó, Khánh mình hỏi anh ơi có cái này không, thì bên mình pha đèn có cái này sẵn cho anh em luôn. Giờ chỉ việc dắt cắm ba chân đút vô lết đèn lay, không có việc gì phải chế cháo gì thêm, tại pha đèn zin mà anh em. Cái này quá quan trọng, thứ nhất công dụng là gì, chống nước chống bụi đó, giữ cố định cho chui đèn đó. Thì đi kèm nhân tiện đây, lát nữa thì mình cũng sẽ review mâm Racing Boy 5 cây màu đen mà hai đĩa cho anh em xem. Hôm nay may mắn sao anh em tin tưởng ủng hộ, thương tình ủng hộ cho Ngọc Anh Shop được hai cặp mâm. Thì bây giờ mình sẽ làm review sơ sơ về mấy món linh tinh trước của mâm màu vàng, và chủ yếu là nhớ anh em không, đi bản 0.4.6 cân đối xe, vỏ lốp cũng rất quan trọng đó, đi cân đối xe luôn.
vỏ không ruột thì mình về mình chỉ úp thôi nha anh em. Rồi hẹn anh em video sau, mình sẽ review và giới thiệu anh em mẫu màu đen đóng cùi hai đĩa chạy răng. Rồi kính chào anh em. Rồi chào anh em nha. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ review và giới thiệu đến anh em cái mâm 5 cây Racing Boy dành cho 135 5S trước đĩa sau đĩa luôn. Đó, hay gọi là 135 5S màu đen. Thì hồi nãy mình cũng mới vừa review cho anh em xem là màu vàng. Thì bây giờ mình sẽ review màu đen cho anh em xem. Đó. Đối với mâm trước thì nói chung cũng sơ sơ trước tiên, hàng chính hãng thì đây, logo dập chữ Racing Boy nha anh em. Chữ Racing Boy với mình nha. Đó. 7.4-14 nè. Và cái điểm lưu ý mà mình nói anh em luôn, Racing Boy không có màu bạc. Nếu anh em mua màu bạc mà có sẵn, cái hàng đó là của ACO hoặc NK nha. Nếu mà đã có tiền chơi thực sự NK, bây giờ anh em mua ở ngoài ACO bây giờ là 1.3 triệu. Ở đây thì thêm có mấy trăm ngàn như nhiêu là anh em đã chơi được hàng chính hãng rồi. Mắc gì tại sao anh không chịu thêm, anh em thêm mà chơi, cứ đổ thừa nè, em sinh viên học sinh đồ, đúng không? Cái này mình nói không phải là ấy, tại vì thêm bây giờ tiền của nó không có khó kiếm như ngày xưa của thời ông bà cha mẹ mình. Bây giờ tiền bạc rất dễ kiếm, đã chơi úp thì anh em úp hàng chính hãng luôn, đúng không? Racing Boy full bạc đạn chỉ nha anh em, nhớ full bạc đạn chỉ đó, quá tiện lợi luôn, đúng không? Bạc đạn toàn bạc đạn bên công ty là hàng bạc đạn giữ luôn chắc 6301 sao không, 0.6 nè anh em, 0.6 × 17 inch đó. Racing Boy đây, đóng cùi chạy CNC cực đẹp nha anh em, sắc nét nè, nó chạy CNC cực đẹp đó. Thì anh em thấy không, cực kỳ luôn, bên mình làm sẵn luôn mà. Thì đây quan trọng nhất là cái này nha, khi anh em mua hàng nha, có nhiều chỗ họ đóng họ làm không có thiếu cái này nha. Cục canh này nó quan trọng ở sau nè. Thì anh em là cần đồ phụ tùng xây Racing Boy chính hãng giáo mềm, cần là có alo là giao, hãy đến với Ngọc Anh Shop. Mâm mình trữ xương xương thôi, chuyện này phục vụ anh em đủ mà. Hàng trưng bày của mình nó 5 cây 8 cây đầy đủ phục vụ anh em nha. Đồ chơi phụ tùng xe máy liên hệ nha, CDC đó mình bán từ từ, bán ngút ngút à. Anh em biết mình cũng được nhiều cho nên hôm qua họ cũng ủng hộ dần dần. Phục bình dầu trên thị trường bây giờ đâu có đâu, đại lý thì cũng còn được ít thì mình cũng gom mà. Giờ phục vụ anh em, nhất là cái về cổ bô nha anh em, inox 304 dành cho các xe, hãy đến với Ngọc Anh Shop. Rồi kính chào anh em, đồ chơi phụ tùng xe máy liên hệ với Ngọc Anh Shop nha anh em. 5 cây không, riêng 5 cây bản 4.6 này anh em có thể gắn được cho nhiều xe như là Sonic, Sachia, Rider, Winner, bên mình làm hết, chế sẵn cho anh em luôn đó. Từ đùm trước đùm sau, lòng đĩa, rồi cùi dĩa, nhông sinh dĩa đó, về anh em chỉ việc lết and lay, không có bị lệch tâm hay là không có gì hết, không có phiền hà, anh em chỉ mất một chi phí đúng như tính toán là xong. Rồi kính chào anh em.